2.4 hiển thị tất cả thông tin của hóa đơn. Sắp xếp. Sắp xếp là từ khóa gì ta? À, order. Yes, giỏi quá. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ là 2.4. Hồi nãy mình nhầm ha, 2.3 chứ không phải là 3.2. 2.4. Sắp xếp giảm dần. Như vậy người ta nói là tất cả thông tin của hóa đơn. Như vậy trước tiên là select. Sao? From gì? Hóa đơn. Và sắp xếp thì các bạn sử dụng từ khóa là order by. Người ta nói là sắp xếp theo thứ tự giá. Như vậy mình sẽ là giá chứ. Giá hay là đơn giá? Có giá không? Số lượng. Mô tả giá sản phẩm nè. Ủa, trong hóa đơn à? À, trong sản phẩm, trong hóa đơn, tổng tiền. Ok, như vậy chỗ này chúng ta sẽ có tổng tiền. Chúng ta đang mới làm bảng đơn cho nên nó không liên quan gì đến cái giá cả. Và sắp xếp theo thứ tự giảm dần hả? Thứ tự giá giảm dần. Ok, không có giá thì mình lấy tổng tiền giảm dần, order by. Chú ý chỗ này, hết sức chú ý. Cái chỗ order by này nó sẽ có thêm một cái tham số ở phía sau. Một tham số phía sau: tăng dần hoặc giảm dần. Nếu như các bạn dùng ASC, tăng dần, hoặc không dùng cũng tăng dần. À, không dùng cái đối số thì mặc định là tăng dần. Chạy. Tổng tiền có 3 bạn, hồi nãy mình sửa lại thành 6 nè. Cho nên nó nằm đầu tiên. Và tăng dần. Tăng dần cho đến 9 10 triệu tăng dần. Bây giờ mình đổi lại, mình không sắp xếp tăng dần nữa mà mình sắp xếp giảm dần. À, thì chỗ này mình sẽ dùng từ khóa là DESC. Ok, trừ ở đâu? Trừ trước tổng tiền. Ok, hay, đó là một cái vấn đề tại sao nó ra. Tại sao nó ra? Bạn đang có một cái ý kiến rất hay. Sắp xếp giảm dần. Bạn không dùng cái từ khóa là desk mà bạn sử dụng là trừ tổng tiền. Vẫn giảm dần. Tại sao? Bởi vì số dương lớn nhất thì đổi qua số âm nó sẽ nhỏ nhất. Mà ở đây mình sắp xếp mà không có từ khóa là tăng hay giảm thì mặc nhiên là tăng. Mặc nhiên là tăng. Nhưng mà cái tổng tiền mà có số dương lớn thì số âm nó có phải là nhỏ không? Nhỏ. Thì số nào mà lớn nhất thì số âm nhỏ nhất. Cho nên nó trở thành sắp xếp tăng dần theo âm. Hài não ha. Đó, bạn đưa ra một cái ý kiến rất hay. Mày dùng dấu trừ để sắp xếp. Nhưng mà tăng dần, cái này là tăng dần theo số âm. Mà mình có số âm đâu?
thì nó sẽ giảm dần theo số dương. Rồi thôi, hại não quá, dùng cái trên đi. Tăng giảm mình dùng cái từ khóa này để mình đưa vào cho nó tăng giảm dễ hiểu hơn. Muốn tăng thì đưa là AXC hoặc là không có đưa vào. Còn muốn giảm thì phải đưa vào là DESC, là sẽ sắp xếp giảm và sử dụng từ khóa là order by. Chính xác, văn ôn võ luyện mà, đúng không? Cái gì cũng phải ôn luyện hết. Ví dụ như em bấm điện thoại, bây giờ em không nhìn em cũng bấm được ký tự, thầy biết, đúng không? Em luyện hoài mà. Thì thay vì là các bạn thấy nó có một cái cuộc thi mà hồi xưa cái điện thoại mà bàn phím á, mà một cái phím số là nó có 3 hoặc là 4 ký tự bên trong, biết không? Đó, bây giờ người ta chiếu lên màn hình một cái tin nhắn, không cần nhìn màn hình, để sau này bấm luôn send cái coi ai chính xác. Có luôn các bạn. Cho nên là cái gì cũng văn ôn võ luyện hết. À, hôm trước thầy nói là gì? Cái môn này hoàn toàn không khó khi nào bạn chịu khó, phải không? Môn này hoàn toàn không khó nếu bạn chịu khó. Bạn chịu khó bạn làm lại thôi. Rảnh rảnh thì mở ra like share rồi cái là được liền, gì đâu.